Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Đấy, hôm nay như hôm nay anh em mình là nuôi mẻ tầm đến ngày thứ 14 rồi mọi người nhé. Nên anh em mình tiếp tục đi hái lá. Đây là những bãi sắn, những lá sắn này để mình hái về cho tầm ăn mọi người nhé. Mình cũng chia sẻ với mọi người luôn. Đây đây là cây sắn như ở Phú Thọ mình trồng này. Cây sắn này thì mình hái cái đầu vụ mình hái lá gốc trước mọi người nhé. Hái gốc tức là to, hai nó già lá ăn thì tốt hơn mọi người nhé. Và mình chia sẻ với mọi người cách là hái lá những lúc mà nửa mùa nhưng mà nhé. Hai ngày này lá nó khô, nó không có xương thì sẽ đảm bảo cho tầm đỡ bị phù mọi người nhé. Đó. Hái cho ra tải như này, về mình lại giải ra tẩy ra để phơi mọi người nhé. Cảm ơn mọi người nhá. Đó. Mình hái một tải. Trước mắt hôm nay là ăn bắt đầu ngày, tức là nó có hai lần ngủ mọi người nhé. Tức là ngủ lúc nhỏ để nó lột xác. Giờ nó ngủ lần này lần hai thì nó đang phát triển lên để chuẩn bị chín mọi người nhá. Tức là ngày ngủ thứ hai dậy rồi thì nó bắt đầu dậy ăn, thì ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm thì bắt đầu chín mọi người nhá. Đó, đây là vườn sắn mình đã trồng để thứ nhất là thu hoạch củ, hai nữa là lấy lá nuôi chăn nuôi tằm mọi người nhá. Đó, rất là rộng rãi. Giờ mình về hái xong rồi mình về mình chia sẻ trực tiếp với mọi người rồi về cái giống tằm nó được 14 ngày mọi người nhá. Đấy, mới dậy ngày thứ đầu tiên mọi người nhá. Đó đây mọi người nhá, đây là mẻ tằm như hôm trước mình chia sẻ trong video là hôm đầu tiên là nó nhỏ, hôm mà cái hôm mà nó bằng chân hương mọi người nhá, đến nay là đã được một tuần sau nó đã lớn như này rồi mọi người nhá. Đó, đây là chuẩn bị ngày ngủ, ngày dậy, ngày tức là hôm nó ngủ thì cách đây một hôm mọi người nhá. Đây là ngày nó dậy từ ngày thứ hai, thứ đầu tiên, bắt đầu ngày nay, ngày mai bắt đầu nó ăn mạnh để nó lớn để phát triển để chín mọi người nhá. Đấy, mình chia sẻ với mọi người như thế. Đây là mình cũng đã tách ra từ hôm mình cho trên nong thì mình tách ra được một út chút. Như này nó lớn hơn thì mình phải tách ra để cho nó chín đều mình nhé, để cho nó phát triển đều hơn, để cho nó đỡ bị trồng chốc lên nhau, cũng như là bị chèn nhau nó khó ăn thì nó sẽ không lớn người nhá. Đây mình tách hai bên này, đây là bốn gói của mình nhá, tách hai bên là rất là nhiều, rất là đặc mình nhá. Đó, mình cứ lưu ý để cho nó ăn hết xong lại giải mình nhá, ăn hết xong lại giải nhá. Thứ nhất là đỡ tốn lá, thứ hai nữa là nó không bị nhiều lá nó đèn chốc tằm nhiều nó không, còn bên dưới nó không lên được mọi người nhá. Đây là mẻ tằm này, là mẻ tằm ăn dỗi buổi đầu tiên mọi người nhá. Cứ sau cái lần nó nghỉ, lần cuối cùng nghỉ thì nó dậy lên nó ăn buổi đầu tiên mọi người nhá. Thế ngày mai thì ngày kia sắc chín bói mọi người nhá. Đó. Khá là nhiều luôn, đây là bốn gói nhưng khá là nhiều luôn mọi người nhá. Mình sẽ chuyển dần, tức là mình làm sao tạo điều kiện cho nó thoáng, nó rộng hơn để cho nó phát triển hơn mọi người nhá. Phần kia nó dày đặc quá thì mình lại chuyển ra bớt cho mọi người nhé. Đó. Vì bên ngoài này có ánh sáng nên tằm nó sẽ chạy vào phía trong nhiều hơn mọi người nhé. Chạy vào trong phía trong bên nhà nhiều hơn. Thành ra nó su cô lại một chỗ, mình lại phải tách ra. Đó. Đây là phần lá sắn này. Mình hái những lúc mà nó nắng thì nó sẽ khô lá mọi người nhé. Nó không bị ướt. Ướt thì ướt quá nó ăn sẽ gây bệnh phù, nó phù tằm mọi người nhé. Là xương nó cũng rất là độc. Xương sáng rất là độc nên là mình hái lúc nửa mùa hanh nên cho nó đảm bảo mọi người nhé. Đừng hái sớm quá, sớm trời mưa quá thì về lại phải phơi khô mọi người nhá. Đấy. À, rất là nhiều mọi người nhá, đây bốn gói của mình khá là nhiều. Bây giờ mình lại tiếp tục tách bớt ra mọi người nhá, tách bớt ra để cho nó không bị đè nhau, bởi vì nhiều khi tè tằm này nó rất dày đặc này, nó có xe có những con nó bị nhỏ lại mọi người nhá, nó thay lột xác sau. Nên là con to con nhỏ, con to là sẽ chín trước và con nhỏ sẽ chín sau rồi nhá. Thì khi nó chín mình sẽ nhặt riêng ra để cho nó đảm bảo hơn mọi người nhá. Đó đều tằm hơn. Này là phần này, mẻ tằm này là nó cũng bình thường, không phải đều hẳn mọi người nhá, cũng là tạm ổn. Đây phần lá dưới này rất là nhiều này. Đó. Còn ăn hết cái phần lá dưới mình để cho nó ăn hết, đảm bảo cho nó sạch sẽ xong mình lại giải tiếp tục giải mọi người nhá. Mình không nên giải nhiều quá, củ kỳ nó trồng chốc với nhau, đan xen nhau, nó sẽ bỏ lá rất là nhiều, nó lãng phí lá mọi người nhá, rất là tốn lá. Thì tức là từ lúc tính từ lúc nó giữa ra thì mình nuôi trong vòng 10, hôm nay là ngày 14 mọi người nhá, thì 3-4 hôm nữa là chín, 3-4 hôm nữa chín thì là sẽ thu hoạch được mọi người nhá. Đó. Đã nhiều luôn. Bên kia thì ăn hết, gần hết thì mình sẽ tiếp tục giải lá cho nó ăn mọi người nhé. Rất đơn giản thôi.
Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình nhé. Mình cũng thường xuyên chia sẻ với mọi người cách chăn nuôi tằm cũng như cách hái lá để đảm bảo cho tằm nó không bị bệnh nấm, bị phù mình nhé. Các bạn hái lá nên hái lá vào lúc nửa mùa, nó khi sương nó xuống rồi, nó có ánh nắng mặt trời lên, nó khô lá thì mình nên hái mọi người nhé. Đấy, như đảm bảo như vậy này, lá nó khô như này thì ăn nó sẽ không bị phù tằm mọi người nhé. Đó. Thường xuyên để ý tằm để mình san ra mọi nhé, cũng như ban đầu mình rắc vôi vùng quanh rồi thì đảm bảo cho kiến nó không lên, với chống bị tằm nó bị kiểu như bị phù với bị nấm tằm mọi người nhé. Nên là đảm bảo rồi khi đến lúc sắp chín, ăn dỗi sắp chín rồi thì mình chỉ cần san ra cho nó, tằm nó phát triển đều hơn, cho nó ăn đều hơn mọi người nhé, nó không bị đè chồng chốc với nhau, sẽ có con nó sẽ bị chết, có con nó sẽ không phát triển được, nó sẽ không đều tằm. Nên là mình chịu khó căn kè và san tằm ra mọi người nhé. Đó, rất là nhiều tằm mọi người nhé. Đây là những ngày hôm nay là nó mới dậy, ngày thứ nhất nó đã bằng này được mọi người nhá. Nhưng mà tằm này cũng khá là to, nếu mà đến lúc nó chín thì con nó sẽ to gấp đôi mọi người nhá, gấp đôi gấp ba luôn nhá. Nó sẽ to gấp đôi gấp ba luôn. Như này vậy là đã rất là to mọi người nhá. Đó, mình giải đều cho các bạn xem nhé. Giải đều ra như thế thì để cho nó ăn tiếp tục nhanh phát triển hơn mọi người nhá. Đây là ngày dậy thứ nhất nên là nó cũng chưa ăn mạnh bằng ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư mọi người nhá. Đấy, ăn thì ăn mạnh để chuẩn bị chín thì nó sẽ ăn mạnh hơn, ăn một tí là hết lá mọi người nhá, tí là hết lá. Thế mình nên là cho nó ăn nhiều để cho nó to tằm mọi người nhá. Cho nó to tằm để nó khỏe tằm để cho nó nhanh chín mọi người nhá. Đó, ok mọi người. Thế là mình chia sẻ video ngắn với mọi người như vậy thôi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhá. Mình thường xuyên mình chia sẻ video với mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Cảm ơn mọi người theo dõi kênh của anh em mình cũng như mong mọi người dành cho anh em mình cho một lượt đăng ký, like kênh để chia sẻ kênh cho anh em mình để anh em có động lực làm nhiều video hơn, cũng như chia sẻ với mọi người nhiều video hữu ích hơn mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Bye bye mọi người.